Ừ, em xin kính chào tất cả các bác. Đây là KHO nhà em này. Năm cánh trắng hiền oanh thì trước là em lấy là mắt ngủ, thì em có bán từ mắt ngủ cho các bác. Bây giờ thì nó còn vài cái kỳ này thì bắt nó lên được bằng này rồi. Để em đo một cây 3 sen này. Có cái lên được 3 sen, có cái 2 sen. Thì em vẫn bán là 50.000 một mắt các bác nhé. Trước thì mắt ngủ em vẫn bán 50, bây giờ nó lên bằng này thì em cũng bán là 50.000. Đấy. Bây giờ dòng lan thân thòng cũng rất là rẻ rồi, các bác có thể sưu tầm được rất là nhiều loại để chơi. Đây là hiển oanh. Còn đây là lan kiếm gieo hạt. Ở lan kiếm gieo hạt này thì em đang bán là 30.000 một cây. Em có xanh Huế và phan chí gieo hạt. Đây là hàng gieo hạt cho nên là mặt hoa của nó cũng là sột số thôi các bạn. Các bác trồng chơi này rồi trồng sưu tầm. Đây. Cây xanh Huế thì nó to hơn là cây phan chí các bạn. Tại vì tận đợt lúc em nhập về thì cây xanh Huế nó cũng đã to hơn rồi, cho nên là bây giờ thì nó vẫn to hơn. Đấy, những cây này. Đấy, cây xanh Huế thì nó sẽ to nằm như này này. To hơn khá là nhiều. Đấy, phan chí này. Em bán là 30.000 một cây các bác nhé. Em vẫn bao ship đơn hàng từ 200.000 ạ. Các bác lấy có thể lấy hoa lan này hoặc là lấy vật tư đủ 200.000 thì em sẽ bao ship. Còn đây là Phú Thọ, năm cánh trắng Phú Thọ, cái này là ki 52 rồi. Em bán là 50.000 một ki. Đấy, ki 51 này, cái này 52. 51 52, ki 52, cái này là ki 52. Thì 50.000 ạ. Phú Thọ thì em còn khá là nhiều. Đấy, em sẽ chọn cái nào lên mầm đẹp rồi em gửi cho các bác. Đây là năm cánh trắng Phú Thọ. Xanh Huế này, xanh Huế là láng. Đấy, em có hai thân này thì em sẽ các bác lấy thì em giao lưu với các bác thân này 1.300.000 này, 1.300.000 thân này. Thì thân này thì em giữ lại tại vì nó đang có mầm hoa. Thì em giữ lại thôi. Tại vì thân này nó già hơn, các bác lấy thân này thì nó lực lên của nó khỏe hơn. Nó là thân tơ. Một thân to thì lực lên của nó sẽ khỏe hơn. Bản lá của nó được hơn 3 sen. Đấy. Thường những thân tơ về thì nó hồi nhanh và nó cũng sẽ đẻ con nhanh, hoặc là các bác mua những cái thân bánh tẻ về thì nó cũng sẽ có con nhanh. Đây, xanh Huế lá láng các bác nhá. Cái này thì đợt trước là do là nhà em ở gần đồng cho nên là cánh đồng họ gặt hết thì là con gọc cào lên nó ăn mất. Đấy, em sẽ tách bán thân tơ này cho các bác, giao lưu với các bác thân tơ này. Điện Biên 300 ạ. Điện Biên thì một mẹ hai con này 300. Năm cánh trắng Điện Biên, cái này là thuộc dòng Lô Hội các bạn. Trước là một chậu to, em tách ra thì một mẹ nó đẻ được hai con này. Đấy, cây trồng rất là ổn định rồi. Cái này các bác mang về trồng thì nó thành chậu rất là nhanh. Cây Điện Biên này thì được cái nó rất là sai hoa các bạn. Cần hoa dài và rất là sai bông. Vị Hoàng ạ, Vị Hoàng thì vẫn là 250 một thân tơ hoặc là thân bánh tẻ thì các bác chọn. Các bác có thể chọn thân tơ hoặc là thân bánh tẻ là tùy, tại vì thường thì thân bánh tẻ nó sẽ có măng ngoài như thế này. Úi giời ơi kiến. Thân bánh tẻ thì nó sẽ có măng ở ngoài như thế này, còn thân tơ tiết thì chưa có. Đấy, một thân như thế này là 250.000. Bản lá được em đo bản lá cho các bác xem luôn. Đây, bản lá nó cũng được 3 sen. Hơn 3 sen một chút ạ, tầm 3,3. Để các bác sưu tầm chơi. Vị Hoàng thì cũng nói chung là tất cả những cái dòng lan bây giờ thì cũng rất giá cả rất là phải chăng rồi, nên là các bác sưu tầm được rất là nhiều dòng. Đấy, cây này này. Cây này là hàng gieo hạt này. Cái này các bác mang về trồng mà chăm tốt thì khả năng là sang năm nó sẽ có hoa đấy ạ. Để 30.000 một cây.
Đây ngoài ra vị hoàng em còn rất là nhiều các bác nhá. Vị hoàng đây, thân tơ này, thân rất là to luôn này. Để các bác mà yêu thích thì các bác cứ liên hệ gọi điện, hoặc là các bác kết nối qua Zalo ấy, thì em sẽ chụp ảnh kỹ hơn cho các bác. Đấy, một thân tơ như thế này có 250.000 bao ship này. Đấy, còn nhà em thì cả thân tơ cả thân bánh tẻ thì nhà em có rất là nhiều. Đấy, đấy là về hoa lan. Thân này năm thân này là thân Phan Chỉ Lá Sần. Phan Chỉ Lá Sần thì em còn một thân thôi các bác, lấy em giao lưu với các bác 500.000 thân này. Đấy, em còn có một thân tơ này thôi. Chí Sần so với Chí Láng thì giá cả của nó lệch nhau rất là nhiều, nhưng mà mặt hoa của nó thì giống nhau. Mình mà chơi hoa thì mình có thể sưu tầm dòng lá sần cũng rất là đẹp các bạn. Bên ngoài ra thì hàng chậu thì em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Mẫu chậu nhựa tốt, có nhựa HD này, có mẫu sen và mẫu bí. Đều có đủ 3 kích thước là từ phi 20, 25 và 30. Mẫu sen thì giá cả của nó cao hơn một chút so với mẫu bí. Cái này thì phi 20 là 11.000, phi 25 là 13.000 và phi 22, phi 30 là 22.000 là cái này. Đấy, còn chậu bí ạ, chậu bí cũng có 3 cỡ. Phi 20, 25 và 30. Đấy, cái này thì nó em nói thế cho nó tròn thôi, chứ thực ra là ở trên chậu là họ in cái phi 20 là phi 22 này, phi 25 là 26 này, phi 30 là 31 này. Đấy là cỡ chậu của họ. Cái này thì em bán là phi phi 30 này thì nó là 16.000, 25 là 12.000 và 20 nó là 10.000. Đấy, các bác có thể chọn mẫu sen hoặc mẫu bí. Mẫu sen thì nó gọn hơn nhưng mà nó không kèm nan phụ, cho nên là các bác trồng những cái dòng láng hương thì nên chọn là mẫu bí này hoặc là mẫu sen này cũng được. Mẫu sen này thì nó đây nó có kèm nan phụ và nó có vẻ là cái đài sen của nó ra thì nó sẽ chiếm nhiều diện tích hơn, cho nên các bác có thể lựa chọn những cái mẫu chậu phù hợp. Đây là mẫu chậu nan thẳng này. Cái này là mẫu chậu đen. Mẫu chậu đen nan thẳng này thì giả gỗ nan thẳng này thì giá cả của nó cũng rẻ hơn. Cái này thì em có 3 cỡ 20, 25, 30 và 35. Đấy, phi này là phi 30 này. Phi 30 thì em đang bán là 11.000. Phi 25 đây, phi 25 này còn là có 8.000 thôi. Còn phi 35 thì phi 35 thì là 17.000 một cái. Đấy, ngoài ra thì những mẫu chậu đen nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Từ mẫu nhiều lỗ đến mẫu ít lỗ này. Mẫu ít lỗ thì em có từ phi 14, 16, 18, 21 và 23. Thì giá của nó sẽ là từ 2.000 này, 2.800, 3.500, 4.500 và 6.500. Đấy. Còn mẫu nhiều lỗ thì có từ phi 17, 19, 21 và 23. Đấy, giá cả của nó thì cũng tương ứng với những giống với cái mẫu chậu ít lỗ thôi. Có nghĩa là nó sẽ có giá từ 2.800 này, 3.500, 4.500 và 6.500. Đấy, vỏ thông vật tư thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Vỏ thông phân thuốc này thì nhà em vẫn có đầy đủ này. Các bác cần vật tư nào thì các bác liên hệ với em. Phân dê 15.000, phân trâu 18.000. Vâng, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ ạ.